Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu Nữ Doanh nhân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đến dự chương trình có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, đại biểu Mẹ Việt Nam Anh Hùng, cựu nữ thanh niên xung phong, nữ đại sứ nước ngoài tại Hà Nội, cùng 300 nữ doanh nhân tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn nữ doanh nhân trên toàn quốc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng và biểu dương những thành tích đóng góp to lớn của đội ngũ nữ doanh nhân và Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Việc xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 9 tập thể, 79 cá nhân tiêu biểu của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tặng bằng khen cho tập thể Ban chấp hành Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam. Tại buổi giao lưu, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam đã tặng 7 sổ tiết kiệm cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng và cựu nữ thanh niên xung phong.